cái với nó đi luôn vậy đó. Trời ơi, khổ quá trời đi. Có chuyện gì vậy chị? Hả? Trời ơi, cái thằng ác nhân ác đức kia kìa, nó đi ngang nó đụng cổ té nó đổ hết trơn luôn. Cậu yên tâm đi, khi nào gặp trộm tin ta sẽ rung lên báo hiệu cho cậu biết. À, cô gái à, cô có sao không? Tôi làm sao sống nổi đây, tôi không có nhà cửa gì hết, cha mẹ mất sớm, nhà tôi phải gánh nợ hết, cho nên tôi chỉ có gánh hàng này thôi. Cô ơi, cô đừng buồn nữa. Bây giờ cô có ngồi để than khóc thì chúng nó cũng không có lành lại được. Tôi biết chứ. Không biết là cô có biết nấu ăn không? Dạ biết, tôi nấu ăn ngon lắm. Nếu mà tôi có vốn liếng là tôi đã mở một quán ăn rồi. Tốt quá, viên quan huyện đang thiếu một người nấu bếp. Nếu cô không ngại thì ngày mai cô tới đó làm nha. Thiệt hả anh? Anh cho tôi tới Vinh Quang huyện làm hả? Ừ. Trời ơi, tốt quá, tôi cảm ơn anh nhiều nha. Ngày mai tôi sẽ tới đó. Có chuyện gì vậy? Đêm nay anh nói mọi người không cần canh gác trước cửa phòng của tôi đâu. Anh cứ cho mọi người về nghỉ ngơi đi. Ngay cả anh cũng vậy nữa. Lỡ như anh có chuyện gì xảy ra thì không chỉ tôi bị khiển trách mà các huynh đệ khác cũng bị già lây. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không bị gì đâu.